Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và đăng ký kênh nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện đại quản gia là Ma Hoàng, tập 618. Lúc này Ngọc Quyên cũng giơ tay bấm niệm pháp quyết, cấp tốc xuất trưởng, lại tung cái chiêu đồng dâm phong trợ hỏa thế của bọn chúng. Đột nhiên một cái biển lửa ngập trời được gió phù trợ bay về hướng Trác Phàm. Thế nhưng mà cái chiêu này của họ đối với người khác có lẽ còn có hữu dụng, còn đối với Trác Phàm mà nói thì giống như là tiểu vu gặp đại vu. Cười lạnh, Chắc phàm bây giờ đối phó với bọn họ, căn bản không cần phải dùng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là vô cùng đơn giản là nắm lấy cây gậy của mình. Sau đó vung cái cây chổi của mình lên, một cái cỗ uy thế cường đại bộc phát, đem cái liệt diễm kia trong nháy mắt dập tắt. Ngay sau đó, cây chổi quét tới trước mặt hai người, nhất thời giống như một cái ngọn núi nhỏ nện trên ngực của bọn họ. Hai người chỉ cảm thấy ngực đau nhói, phốc một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó tựa hồ giống như đại bàng gãy cánh, bay như diều đứt dây ra ngoài. Gân mạch toàn thân giống như bị liệt diễm đốt cháy, kịch liệt đau nhức không ngừng, đợi sau khi rơi xuống đất đã không còn có chút khí lực cùng với nguyên lực nào có thể đứng lên được bởi vì trong cái sát na cây trổi đập vào kia trác phàm đã đem gân mạch toàn thân của bọn họ triệt để chấn vỡ nát hết mà hai người ánh mắt nhìn về phía trác phàm lại giống như nhìn thấy ma vương hàng lâm tràn đầy vẻ sợ hãi đơn giản mà nói thì trác phàm đã khiến cho bọn họ rung động cực kỳ lớn trong lòng ngay tại mới vừa rồi rất nhiều cao thủ đều ào ào ra chiêu ngăn cản cước bộ của vị ác ma này nhìn thì dườm già nhưng thực tế rất nhanh chỉ nháy mắt mà thôi không ngừng run rẩy đó là một con ác quỷ hắn thực sự muốn cho chúng ta đi bán muối. lúc này thân thể vọt tới của chắc phàm rốt cục cũng dừng lại đi vào trước mặt bọn họ dưới chân đều là đá vụn lởm chởm Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười tà dị giống như một vị thiên thần đang nhìn xuống hai con kiến hôi dưới chân còn không bằng côn trùng chắc phàm yên tĩnh nhìn xem bọn họ lộ ra nụ cười khinh miệt thâm trầm lên tiếng các ngươi lần trước đi tới tạp dịch phòng đã nói cái gì nhỉ nói đệ tử tạp dịch phòng thừa cơ hướng các ngươi khiêu chiến ha 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 hiện tại ta tới các ngươi đã hài lòng chưa cao hứng chưa thỏa mãn đi a à? đại ca chúng ta sai rồi bất giác khóc lớn xích phong khóe miệng kêu rên cầu xin trác phàm đồng thời cũng bất đắc dĩ lắm bất quá đại ca ngươi đã có cái thực lực này vậy mà vẫn còn núp lùm ở tầng chót nhất tông môn tạp dịch đệ tử cũng quá là vô sỉ mà tông môn có quy củ lấy thấp đánh ao ngươi muốn người nào đi bán muối thì đi khiêu chiến người đó thì ai mà không đắp chiếu chứ đỡ sao cho nổi ngươi đây rõ ràng là gian lận a mấy người còn lại nghe xong cũng nhìn chắc phàm chầm chằm vẻ mặt dù kiên kỵ nhưng vẫn gật đầu phụ họa thực lực như thế còn chạy tới tạp dịch phòng núp lùm giả heo ăn thịt hổ cái này thì sẽ hố đi bán muối bao nhiêu người chứ nghe vậy chắc phàm mỉm cười lắc đầu ha 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 lời ấy sai rồi các ngươi sau lưng đều có núi vàng núi bạc chống lưng các trưởng lão cung phụng bao bọc ta đi âm các ngươi làm cái quần què gì chứ ta nhàm chán như vậy sao gây nhiều cừu địch làm cái quần gì chứ tựa hồ nghe ra manh mối bên trong lời nói của chắc phàm xích phong vội vàng chuyển đề tài nắm tới bối cảnh nhà mình cầu xin tha thứ đúng vậy đúng vậy a à. chắc quản gia nói đúng ngài mới đến tại tông môn thế lực đơn bạc làm sao lại muốn có nhiều cường địch chứ nếu như ngài chịu thả ta gia gia của ta nhị trưởng lão nhất định sẽ rất cảm kích ngọc quyên nghe xong cũng vội vã gật đầu gia gia của ta là thất trưởng lão cũng giống như vậy ngày sau nhất định sẽ cùng với các đại ca ngài giao hảo sẽ không tới tìm ngài phiền phức chúng ta cũng là nghe lệnh mà làm việc ngài thả chúng ta đi hai người liên tục lên tiếng trác phàm yên tĩnh nhìn xem hai khứa múa mỏ khẽ mỉm cười ai ra các ngươi nếu sớm ý thức được điểm này thì tốt biết bao nhiêu đáng tiếc hiện tại sai lầm lớn đã thành rồi ta muốn thả cũng khó mà làm được hai người nghe xong lập tức sững sờ cùng nhau đồng thanh hỏi vì sao chứ bất giác khẽ cười một tiếng chắc phàm nhẹ giọng cái gọi là giết người thì phải đền mạng thiếu nợ thì phải trả các ngươi đến tạp dịch phòng đại náo một trận cho người của ta bay màu làm tổn thương người của ta nếu ta không đem đầu các ngươi mang về cái mặt mo này của ta sao còn dám gặp người nữa chứ xích phong nghe xong giật mình không khỏi hét lớn bắt đầu lên tiếng uy hiếp cái gì ngươi vì những tên đệ tử tạp dịch thối tha kia tình nguyện đắc tội với hai vị gia gia của chúng ta sao hai vị trưởng lão đó Chắc phàm, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, chỉ vì mấy cái tiện mệnh nhắm chúng trưởng lão toàn tông truy sát, có đáng giá không? Chắc phàm nghe con hàng này đe dọa ánh mắt khẽ híp lại. Lông mày khẽ động, chắc phàm sỉ cười, ai nha nha, uy hiếp ta sao? Không tệ, vì mấy cái đầu tiện mệnh, quả thực không đáng. Nhưng nếu là vì mặt mũi của lão tử, thì chính là quá giá trị rồi, huống hồ, các ngươi từ chỗ của ta trộm đi đồ vật, cũng nên trả về rồi, sắc khí từ trên người hắn bắt đầu lan tràn, ánh mắt lóe lên tinh quang. Ngọc Quyên nghe xong giật mình, nghi hoặc lên tiếng hỏi, "Trộm cái?" cái đồ vật gì chứ khóe miệng tiếp tục cười quỷ dị chắc phàm múa mỏ tôn nghiêm cùng với căn cơ hai cái đứa nhãi con các ngươi thừa dịp ta không có ở nhà cướp đi tôn nghiêm của đệ tử tạp dịch phòng trộm đi căn cơ của tạp dịch phòng hai cái này nếu như không đòi trở về lão tử sau này còn tư cách gì để đặt chân ở tông môn này chứ cho nên không còn cách nào khác nghe vậy khiến xích phong run như cờ hó vì sợ hãi tử vong đang chuẩn bị ập tới chắc phàm cũng méo quan tâm nhẹ giọng cười hai con hàng các ngươi có thể an tâm lên đường rồi vừa dứt lời Trác Phàm nhấc chân dẫm lên cổ Xích Phong, đạp một cái. Nhất thời đem con hàng này đạp gãy, tinh huyết nồng nặc trong không khí, trong mắt lồi cả ra, Xích Phong quả thực không thể nào tin nổi. Trác Phàm lại xuất thủ tàn nhẫn như thế, không chút nào chừa cho hắn cơ hội cầu sinh, đã cho bay màu tức tuổi, có lẽ tại trước khi đi bán muối, tên này cũng khó mà có thể tin được, ở bên trong Ma Sách Tông lại có người dám cho hắn đi đắp chiếu, không sợ ra da, da của hắn sao? Ngọc Quyên nhìn cái cảnh tượng Xích Phong đầu một nơi, thân một nẻo thì sợ hãi tới hồn phi phách tán, ánh mắt co rụt lại, toàn thân run rẩy không ngừng cô ả gào thét điên cuồng liên tục vang vọng cả tinh anh môn khiến cho chim chóc bay tứ tán chắc phàm căm ghét liếc nhìn cô ẻm một cái bất giác hừ nhẹ cầm mõm nói xong lập tức lại dùng chân đặt lên trên cổ ả khiến ả lập tức cầm mõm sợ hãi nhìn hắn nhưng bịp thì có bao giờ thương hoa tiếc ngọc chứ toàn thân hắc khí cuồn cuộn ánh mắt giống như ma thần tới từ địa ngục đòi mạng nhìn cô ả hắn liền đạp chân xuống nhất thời tiếng thét chói tai dừng lại chỉ có cô ẻm ngọc quyên kia cái vẻ sợ hãi kinh khủng vẫn treo trên mặt nhìn mà khiếp sợ ba người còn lại trong mắt co rụt lại đều là vẻ không thể nào tin nổi hai cái con hàng xích phong cùng với ngọc quyên này dù có vứt bỏ thân phận đệ tử tinh anh thì đó vẫn còn là con cháu của trưởng lão liền xem như ngay cả tông chủ cũng không dám tùy tiện động tới bọn hắn nhưng ba người tuyệt đối không thể nào ngờ được bên trong tông môn lại thực sự có người dám không chút do dự nào mà cho bọn hắn đi gặp diêm vương chẳng lẽ hắn liền không sợ hai vị trưởng lão kia sẽ điên cuồng đuổi giết hắn hay sao chứ trong lúc nhất thời ba người ánh mắt nhìn về phía trác phàm càng tăng thêm một phần sợ hãi cái này chính là một tên điên à. không sợ trời không sợ đất không để ý tới hậu quả hắn đã có thể cho đi bán muối hai người xích phong đối với những người còn lại tự nhiên cũng có thể tùy tiện xuống tay được nghĩ tới đây ba người đều cảm thấy trong lòng bất an đều dâng lên một nỗi lo sợ vô hình sợ người này sau khi thịt xong hai con hàng kia sẽ hướng về phía bọn hắn đối với một người điên mà nói những cái sự tình này rất có khả năng xảy ra đó a à. không thèm để ý tới cái đám này dưới chân chắc phàm khẽ động dễ dàng đem hai cái thủ cấp kia giống như đá bóng mà đá bay đi sau đó tiện tay vung lên hai cái lôi linh giới lập tức bay vào trong tay hắn liếc mắt nhìn đám người đang sợ hãi sau lưng khẽ nhếch mép cười khinh miệt ánh mắt lóe lên quang mang nhưng cũng không có ý định tiếp tục ra tay sau đó hắn đạp chân xuống bước đi nhàn nhã thổi sáo tự đắc lăng không bay lên biến mất trong nháy mắt không thấy bóng dáng rời đi nơi này trong thời điểm thân ảnh của hắn vừa mới biến mất trong tích tắc đột nhiên một đạo âm thanh hừ lạnh khinh miệt rõ ràng truyền tới tai của ba người gừ đây chính là tinh anh môn a điều này khiến ba người ra mặt nhị không được co rút lại ba người liếc nhìn nhau trong mắt đều là vẻ xấu hổ lập tức cúi đầu sỉ nhục sỉ nhục vô cùng lớn mà mấy chục cao thủ của tinh anh môn lại bị một người trong nháy mắt và mặt cái này cho dù đặt ở bên trong dòng sông lịch sử mấy ngàn năm của ma sách tông cũng là sự tình gần như không có xuất hiện xích phong nhìn khâu trung mà chán đời ha 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 lần này thì danh xưng tôn quý nhất ma sách tông cao cấp nhất tinh anh môn đã lưu lại một khoản khuất nhục lớn nhất lại bị một tên tạp dịch đệ tử quét ngang không địch thủ tinh anh sẽ không còn là tinh anh nữa mà sẽ rơi xuống đầu của tạp dịch phòng tuy nói rằng cái tên tạp dịch này xác thực cực kỳ biến thái thế nhưng mà người đời sau cũng sẽ không nghĩ như thế bọn họ sẽ chỉ cảm thấy rằng cái giới tinh anh đệ tử lần này thật sự là yếu đến bạc nhược nằm ở bên dưới cái tảng đá kích thước lớn tích trường long không khỏi thở dài nhìn lục hạt đang lồng cồm bò dậy ai oán lên tiếng trên mặt tràn đầy vẻ cô đơn hai lục hạt ngươi còn muốn tranh giành nữa sao nghe vậy mí mắt không khỏi run lên lục hạt quay đầu nhìn một mảnh hỗn loạn ở xung quanh lại nhìn thấy mấy chục vị sư đệ đang hôn mê bất tỉnh trong lòng bất giác thở dài cũng không biết làm như thế nào cho nên giữ im lặng nhìn hắn Thích Trường Long bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, còn tranh giành cái quần què gì nữa chứ, hiện tại coi như đoạt được cái danh hiệu tinh anh đệ nhất nhân kia thì thế nào, cũng đã không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi, ánh mắt khẽ híp lại, Lục Hạt trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng kiên định, không, ta vẫn muốn tiếp tục tranh giành. Coi như thực lực không đủ, cũng nhất định phải tranh giành cái danh vị này tới tay, dù sao đây cũng là truyền thừa có liên quan tới vị trí tông chủ. Hết tập 618, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu, hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.